Hoàng Dung và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị. Sau đây là phần tin thế giới. Đức Giáo Hoàng kêu gọi tiết kiệm vào mùa Giáng sinh, dành tiền ủng hộ cho Ukraine. Hai người Mỹ và 5 người Nga đã bị khởi tố vì chiếm đoạt công nghệ, tuồn vũ khí của Mỹ sang Nga. Nước Anh quyết mạnh tay với người nhập cư trái phép. Đan Mạch có chính phủ mới. Bão lũ sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết. Và sau đây Hoàng Dung xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi mọi người nên tiết kiệm cho mùa Giáng sinh, dành tiền ủng hộ cho Ukraine. Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi mọi người chi tiêu ít hơn cho mùa lễ Giáng sinh và hãy dành số tiền tiết kiệm được để hỗ trợ cho những người dân Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn. Ông nói, thật là tuyệt vời khi mà đón mừng Giáng sinh, nhưng chúng ta hãy giảm mức chi tiêu cho dịp này. Hãy đón một Giáng sinh tiết kiệm hơn, với những món quà ít tốn kém hơn và dành ra khoản tiền chúng ta tiết kiệm được cho những người dân Ukraine, những người thật sự đang cần nó. Đức Giáo Hoàng Francis đã nói trong buổi tiếp kiến hàng tuần vào hôm nay. Giáo Hoàng cho biết đã có những nhiều đau thương ở Ukraine và ông muốn mọi người chú ý tới những vấn đề mà người dân nước này sẽ phải hứng chịu trong những tháng tới. Họ đang phải chịu đựng rất nhiều, họ đói, họ lạnh và nhiều người đang chết dần vì thiếu y bác sĩ. Đức Giáo Hoàng nói và kêu gọi mọi người là hãy có cử chỉ thiết thực để hỗ trợ những người dân Ukraine. Giới chức Ukraine đã khẩn cầu các đồng minh viện trợ chăn, quần áo ấm và máy phát điện để giúp cho những người dân của nước này đối phó với mùa đông khắc nghiệt. Một số khu vực ở Ukraine có thể hứng chịu mức nhiệt là âm 20 độ C trong thời gian tới đây, theo cơ quan dự báo thời tiết của nước này đã cho biết như vậy, thưa quý khán giả. Hai người Mỹ, 5 người Nga bị khởi tố vì chiếm đoạt công nghệ tuồn vũ khí Mỹ sang Nga. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Mỹ đã công bố bản cáo trạng gồm 16 tội danh buộc tội 5 công dân Nga và 2 công dân Mỹ do có liên quan đến âm mưu chiếm đoạt công nghệ quân sự và tuồn vũ khí bị cấm của Mỹ sang Nga. Hai công dân Mỹ đã bị bắt trong khi một trong số 5 công dân Nga bị bắt ở Estonia hôm 6 tháng 12 và đang chờ dẫn độ về Mỹ. 4 người còn lại vẫn chưa bị bắt. Theo hãng tin Reuters, công dân Nga bị bắt ở Estonia bị tình nghi là sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, viết tắt là FSB. Tuyên bố của Bộ Tư pháp đã nói rõ như vậy. Cũng theo tuyên bố này, thì 7 cá nhân đã âm mưu chiếm các công nghệ quân sự, công nghệ lưỡng dụng dành cho cả mục đích dân sự và quân sự từ các công ty Mỹ cho lĩnh vực quốc phòng của Nga, đồng thời buôn lậu đạn súng trường bắn tỉa là một mặt hàng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga áp đặt vào đầu năm nay. Cả 7 người đều có liên kết với Semia Engineering và Soto LLC, các công ty có trụ sở tại Moscow mà Mỹ cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo của các cơ quan tình báo Nga. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Washington tạm thời đình chỉ quyền xuất cảng với 3 cá nhân và 2 công ty do xuất cảng trái phép các mặt hàng nhạy cảm sang Nga. Anh Quốc đã quyết mạnh tay với những người nhập cư trái phép. Thủ tướng của Anh Quốc, ông Rishi Sunak, tuyên bố chiến lược hành động nhằm ngăn làn sóng người nhập cư trái phép bằng đường biển ở phía Nam đang gây sức ép lên chính phủ, bao gồm đẩy mạnh việc trục xuất và tăng nhân viên xử lý về vấn đề tị nạn. Nếu như bạn nhập cảnh trái phép, bạn sẽ không được ở lại Anh Quốc. Thay vào đó, bạn sẽ bị bắt và nhanh chóng được hồi hương hoặc là đến một quốc gia an toàn nơi mà bạn yêu cầu tị nạn của bạn được xem xét, ông Sunak đã nói vào ngày 14 tháng 12. Thủ tướng của Anh Quốc đã công bố một chiến lược 5 điểm mới để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp, bao gồm các kế hoạch đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người xin tị nạn Albania và giải quyết hồ sơ tồn động của gần 150.000 trường hợp xin tị nạn vào cuối năm tới bằng cách là tăng gấp đôi số lượng của nhân viên phụ trách. Ngoài ra, một đơn vị mới sẽ được thành lập để giải quyết các vụ vượt biên và trong tương lai, những người di cư sẽ được ở trong các khu nghỉ mát không sử dụng, ký túc xá cũ cho sinh viên và các cơ sở quân sự trống thay vì khách sạn. Ông Sunak đồng thời cũng nói đã đạt được thỏa thuận với Albania và trong những tháng tới đây thì hàng ngàn người Albania sẽ được hồi hương. Đan Mạch
có chính phủ mới. Đan Mạch sẽ có một chính phủ mới sau các cuộc đàm phán kéo dài hơn một tháng để thành lập liên minh chính trị hiếm thấy ở nước này. Một chính phủ mới sẽ được giới thiệu vào ngày 15 tháng 12. Thủ tướng Mette Frederiksen đã phát biểu trước báo giới hôm 13 tháng 12 như vậy. Trước đó, thì Đảng Dân Chủ Xã Hội của bà đã giành chiến thắng xít sao trong cuộc bầu cử hồi tháng 11. Bà cho biết chính phủ này sẽ được tạo thành từ Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Tự Do và Đảng Ôn Hòa sau khi thông báo cho Nữ Hoàng Margaret về liên minh này. Hãng tin Reuters nhận định đây là một liên minh chính trị hiếm thấy ở Đan Mạch. Nữ Hoàng từng giao nhiệm vụ cho bà cố gắng thành lập chính phủ vào tháng 11 sau khi gặp riêng các nhà lãnh đạo của 11 đảng khác tại Đan Mạch. Bên cạnh đó, thì Thủ tướng Frederiksen khẳng định chính phủ mới sẽ có rất nhiều thỏa hiệp, nhưng trên hết là rất nhiều tham vọng. Liên minh mới này được thành lập sau các cuộc đàm phán kéo dài kỷ lục hơn một tháng. Họ đã đàm phán với các đảng đối lập để thành lập một chính phủ vượt qua sự chia rẽ truyền thống giữa cánh tả và cánh hữu lần đầu tiên sau hơn 4 thập niên. Bão lũ và sạt lở đất ở Congo khiến cho ít nhất là 120 người đã bị thiệt mạng, thưa quý vị. Một tài liệu của chính phủ mà Reuters xem được đã xác nhận là có ít nhất 120 người ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở quốc gia này trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên thì con số này có thể còn tăng lên. Bộ trưởng Y tế Chinjaki Mubengani Banda đã nói với Reuters rằng là bộ đã thống kê được 141 người tử vong nhưng cần được kiểm tra chéo với các bộ phận khác trước khi công bố. Theo Reuters, một khu vực rộng lớn ở thủ đô đã bị ngập trong bùn. Nhà cửa và đường xá thì bị các hố sụp chia cắt, bao gồm cả đường cao tốc N1 nối thủ đô Kinshasa với cảng biển chính Matadi. Văn phòng Thủ tướng Congo cho biết đường N1 có thể bị đóng cửa trong 3-4 ngày để khắc phục hậu quả của bão lũ. Từng là một làng chài bên bờ sông Congo, Kinshasa đã phát triển thành một trong những siêu thị lớn nhất ở châu Phi với dân số là khoảng 15 triệu người. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng nhưng thiếu bền vững đã khiến cho thành phố này ngày càng dễ bị lũ quét sau những trận mưa lớn, vốn đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi của khí hậu. Năm 2019, có ít nhất là 39 người chết ở Kinshasa khi mà mưa lớn làm ngập lụt các khu vực trũng thấp. Theo một bài báo vào năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, ngoài cơ sở hạ tầng bị hư hại, mỗi ngày lũ lụt đã khiến cho các hộ gia đình thiệt hại tổng cộng là 1,2 triệu Mỹ Kim do gián đoạn giao thông với quy mô lớn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.